Xin chào cô và các bạn, mình sẽ giới thiệu mình tên là Đinh Tiến Lâm, mình đến từ Hà Nội và hiện tại đang là sinh viên khóa 3 của Đại học Edic. Thì ngày hôm nay chúng ta đã được một tuần và chúng ta được gặp lại nhau trong một cái mới. Đấy, buổi trước ấy, thì mình có chia sẻ về bộ môn Focus on Excellence, có nghĩa là chúng ta sẽ khi học môn này sẽ có thể tập trung vào sự tuyệt hảo và cố gắng làm mọi thứ nó được chỉnh chu nhất, nó chu đáo nhất và trở nên thành một cái phiên bản tuyệt vời nhất của chúng ta. Thì đấy sẽ là bộ môn chính mà chúng ta đang theo học ở ngôi trường Edic, và dần dần rồi chúng ta cũng sẽ đạt được cái sự tuyệt hảo của chính mình. Thì bộ môn này sinh ra ấy, để dạy dỗ cũng như là để chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm, những kiến thức để biết cách không bị thao túng cũng như là không bị thống trị bởi những cái đòn tâm lý hay là những cái câu nói của người khác. Bởi vì là ở đây chúng ta sẽ không dạy những kẻ nô lệ. Đấy, mình sẽ không muốn hướng các bạn đến cái phương pháp giáo dục hay là những cái kỹ năng mà các bạn đã được trau dồi từ 12 năm học, đúng không ạ? 12 năm học chúng ta mất 5 năm cấp 1 này. Đấy, năm cấp 1 xong rồi đến ở vị trí của mình, ở địa điểm của mình ấy, thì nó sẽ là 4 năm cấp 2 đấy, và 3 năm cấp 3. Thế tổng cộng là 12 năm học ngồi trên ghế nhà trường. Thì không biết là các bạn chắc là em sẽ gặp cái trường hợp là một hôm nào đấy mình có nhiều bài tập chẳng hạn này. Đấy, hay là mình sẽ bị giao rất là nhiều bài tập về, xong rồi còn kiểm tra miệng, đúng không? Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, có nghĩa là thầy cô này, nhà trường này, hay là những cái người nào muốn chúng ta phải nghe theo họ ấy. Ví dụ là những người thầy cô của chúng ta chẳng hạn, thì họ sẽ dạy dỗ cũng như là muốn chúng ta theo một cái hướng học là ví dụ một bài toán chẳng hạn, một bài toán thì sẽ có cách giải bài. Đấy, mày cứ chỉ cần giải được cách này là đúng và mày không cần biết tại sao. Đó, thì có nghĩa là họ truyền trao cho chúng ta cái tri thức, và nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp đấy ở một vài cái đề toán khác chẳng hạn, cái câu hỏi đấy mở một vài đề toán khác, một vài đề của trường chuyên hay là những cái ngôi trường mà có cái số điểm nó khá là cao ở trên bảng đánh giá ấy, thì ví dụ mình gặp một câu mình giải được chẳng hạn, thì mình cảm thấy là cái công thức này rất là hay đấy, có thể giải được một câu trong một cái đề toán chẳng hạn. Đấy, thì 12 năm học mình sẽ học theo kiểu như vậy, có nghĩa là mình đã có cái phương pháp làm rồi và mình chỉ cần follow theo, mình chỉ cần làm theo thôi là nó sẽ được đúng và ra kết quả đúng. Không cần biết là vấn đề bây giờ là nếu như chúng ta cứ làm theo một cách, đấy, chúng ta cứ làm theo đúng một cách, thì liệu đấy có phải là phương pháp tối ưu nhất hay không, và đấy có phải là điều chúng ta cảm nhận được đúng cái sự thông minh của mình, hay là những cái tri thức đấy nó đã được ổn hay chưa và nó cần sửa thêm gì không. Thì những cái gì mà các bạn đang áp dụng hàng ngày, kể cả các bạn đại học hay là các bạn học cấp 3 chẳng hạn, những cái gì mà bạn đang áp dụng, kể cả trong vật lý, trong hóa học, trong toán học, trong văn học, lịch sử, địa lý, là tất cả những cái kiến thức của nhân loại đấy, của nhân loại đã tìm ra được đấy, đã tìm ra được và phát triển và gói gọn lại để mang đến cho các bạn và các bạn sử dụng để ứng dụng vào đời sống. Đấy là về mặt tốt cũng như là về cái mặt đúng đắn của những cái tri thức trong sách giáo khoa này hay là trong cái tài liệu mà được đưa đến để giảng dạy cho các bạn. Còn cái mà thực sự các bạn cảm thấy là mình thực sự thông minh hay là những cái tri thức mà các bạn nhận được nó đúng ấy, thì phải là đưa ra cho các bạn một bài toán và coi như các bạn là một tờ giấy trắng và hãy để các bạn tự cầm bút, tự viết lên, tự giải cái bài toán nó như thế nào. Các bạn là một tờ giấy trắng và các bạn hãy tự tô vẽ thêm lên cái tờ giấy của mình cái cách giải, cái cách suy nghĩ cũng như là cái hướng mà bạn nghĩ là mình có thể xử lý được, đúng không ạ? Mình kể cả là có những cái nền tảng này, những cái kiến thức nền tảng, các bạn có thể là lần mò theo đúng cái hướng mà các bạn nghĩ là đúng đấy. Dù là sai đi nữa, dù là mất thời gian đi nữa, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn sẽ là cái thứ thực sự là của bạn, bởi vì đấy là những cái suy nghĩ của bạn, đấy là những cái trải nghiệm và đấy là những cái
nảy ra trong đầu bạn khi mà bạn phát sinh một bài toán, cũng như là trong đời sống cũng vậy. Khi mà bạn gặp một vấn đề, ví dụ như là bây giờ mình cứ nói dễ như là cách nuôi dạy trẻ con chẳng hạn. Chúng ta cứ đi ra ngoài đường này, đi theo dắt theo một đứa trẻ thì phải bảo là mình cứ, chúng ta hay cứ nói là con chào bác đi con chào anh đi, chào chị đi. Thế nhưng mà chính mình đấy, chính mình lại không mở lời chào với người cái người đối diện mà lại bắt cái đứa trẻ phải chào, thì ngay lập tức trong đầu của đứa trẻ sẽ có hai suy nghĩ. Một là mình không quen người này, và cái câu chào như vậy thì ở nhà, ví dụ ở nhà em được dạy là chỉ chào những người mình quen biết thôi đó, đấy, chỉ chào những người mình quen biết thôi, thì thứ nhất nó sẽ không chào này, thứ hai là bố mình hay là mẹ mình nó đâu có chào người đấy đâu, và tại sao mình lại phải chào, và cái câu trả lời nó có cái ý nghĩa gì. Thì chính chúng ta, cái vai trò của chúng ta là làm gương cho con cái, làm gương cho thế hệ sau, và đưa cho chúng một cái phương pháp cũng như là một cái khuôn nhất định để rèn giũa lên con người của họ, con người của chúng. Và khi mà gặp một người chúng ta muốn đứa trẻ con chào, thì thứ nhất là chúng ta hãy chào hỏi người đó trước đấy. Ví dụ như là hai bố con dắt nhau đi chơi chẳng hạn, thì gặp một cái người bạn rất là thân của bố đấy, gặp một người anh rất thân của bố, thì người bố cứ bảo là con chào bác đi con, đây là bác con đấy. Nhưng mà thật sự là nếu như đứa trẻ gặp gặp cái người bạn lần đầu ấy, thì thực sự là chúng chưa biết nó là ai cả. Thay vì cái điều đấy, mình có thể chào là em chào anh đấy. Khi mà đứa trẻ đã hiểu và làm có cái hiểu biết nhất định về vai vế của gia đình, anh của bố thì mình sẽ chào bác đó, thì chúng sẽ tự động chào là con chào bác đấy. Thì người bố trong câu chuyện này đóng vai trò là gì, đó là cái tấm gương phản chiếu cho con đấy, đúng không ạ, cái người mà hướng dẫn con cách đi, cách đứng, cách chào, cách hỏi, đúng không ạ. Thì nếu như chúng ta học được cách như vậy, thì chính cái đứa trẻ mà chúng ta nuôi dạy sẽ tự nảy sinh ra cái suy nghĩ của chúng, sẽ tự có cái tri thức của chúng, và mình đóng vai là một người giúp cho trẻ phát triển được cái tri thức đấy, chứ không phải là mình cứ truyền trao cái tri thức như bình thường như những cái thế hệ xưa. Bởi vì tại vì sao mà từ xưa bây giờ đến toán học hiện đại hay là khoa học hiện đại chúng ta lại có nhiều cái công thức như vậy, bởi vì là những cái công thức như vậy như buổi trước mình có nói ạ, nó là những cái kinh nghiệm cũng như là những cái vấn đề thực tế, những cái điều thực tế mà ở những cái nhà toán học đã học, đã phát hiện được ra trong thực tế, và họ mất rất nhiều thời gian để giải. Bây giờ họ đưa cho chúng ta cái công thức chỉ để là muốn khi mà chúng ta gặp cái trường hợp A như thế này thì tôi đã có cái công thức này rồi, ông chỉ cần áp dụng vào để giúp rút ngắn những thời gian ông có thể giải được bài toán, và từ đấy ông có thể giải nhiều bài toán khác hơn và đưa cho những thế hệ về sau nhiều công thức hơn để chúng giải quyết những vấn đề về sau nhanh hơn. Đó đó chính là cái mong muốn cũng như là cái điều mà chúng ta muốn được truyền trao, đó chính là cái sự tư duy, đó chính là cái sự hiểu biết cũng như là hiểu biết một cái sâu sắc, chứ không phải là chúng ta cứ đưa cho họ công thức là xong. Đấy 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 là điều mà giáo dục cũng như là 12 năm học qua mình cảm nhận được là mình thật sự là mình chỉ áp dụng được những công thức thôi, và nếu như bây giờ mình được hỏi lại hay là mình được giải lại một cái đề thi toán của các bạn chẳng hạn, thì mình khả năng mình sẽ, nếu mà nếu như đợt đấy mình làm được tầm 9 điểm, thì bây giờ mình nếu mình cho mình làm lại chắc chỉ được tầm 4 đến 5 điểm thôi, những cái câu cơ bản hỏi về lý thuyết hay là hỏi về công thức mình cũng gần như là, nếu như bây giờ mình lặp lại trong đầu mình thì hình như là mình đã quên hết rồi. Bởi vì sao, theo mình tìm hiểu ấy là mình thật ra là mình chỉ học cách ghi nhớ, bởi vì mình làm cái đấy quá nhiều, mình được cho quá nhiều bài tập cũng như là được trải nghiệm được giải rất nhiều cái dạng như vậy, thì ví dụ mình cứ giải 10 bài thì mình sẽ nhớ được một phần đấy, mình cứ giải được 100 bài thì mình sẽ nhớ được hai phần đấy, ví dụ như vậy. Thì tại sao đợt đấy lại mình lại nhớ mà đợt này mình lại quên, bởi vì là khi mà bước chân vào đại học edX
chúng ta không học những cái gì gọi là công thức toán học như cũ cả, không học cái gì gọi là công thức về vật lý, về hóa học như trước cả, là và điều đấy là mình nó bị hụt hẫng một chút, bởi vì mình rất là thích những môn vậy. Nó không có toán công cấp, nó cũng không có vật lý, hóa học, lượng tử hay là cái gì cả. Nó chỉ đơn giản là những cái bài học về đời sống, những cái bài học để giúp cho mình học tập một cái thứ gì đấy một cách chủ động, và không không cần ai phải bắt buộc, phải ép buộc mình như ngày trước cả. Tại sao đợt đấy mình lại chăm học như vậy? Bởi vì là cô giáo chủ nhiệm với cả những cái người cô, người thầy mà dạy mình trong những cái môn học ngày xưa ấy, khá là khắt khe đó, khá là khắt khe, và họ thường có những cái biện pháp, ví dụ như là cho mình một những cái bài kiểm tra bất chợt này đấy. Ví dụ như là nếu như mày không học ấy thì ngày mai tao sẽ cho mày một bài kiểm tra đấy, nếu như mày không 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 được điểm cao chẳng hạn, hoặc là sẽ có kiểu là mang cái tờ giấy điểm về để cho bố mẹ ký. Cái mục tiêu hướng đến là bố mẹ sẽ biết là thằng con của mình không học, thằng con của mình không học và nó bị cái điểm số như này. Và cái điều đấy là mình khá là không thích, và mình không chọn cái cách là đứng lên và bảo là cái này mình không dám có cách xử lý nào khác ngoài cái kiểu là mình chỉ biết chăm học rất nhiều để cho sao cho cái điểm của mình nó cao lên một chút đấy, điểm mình cao lên một chút. Và khi mà cái tờ giấy điểm phát về gia đình ấy, thì nó sẽ gia đình mình sẽ không có những cái vấn đề về xích mích hay là như thế nào cả đấy. Các bạn có thể hiểu có cái một vài cái trường hợp hay là một vài cái hạn chế ở trên mạng là trong bữa cơm mà lại phát thời sự về một bạn học sinh nghèo một khó chẳng hạn, thì những cái hình tượng của mình bị so sánh với con nhà người ta rất là nhiều đấy, so sánh con nhà người ta rất là nhiều trên tivi, hay là kể cả những cái người bạn hàng xóm của mình cũng vậy, mình bị so sánh rất là nhiều, bởi vì từ trước đến giờ mình không phải là một người nói quá nhiều đấy, mình khá là ít nói, với lại cái tính cách của mình cũng không thích có quá nhiều cái mối quan hệ ở ngoài xã hội đấy với người khác, và điều đấy làm cho cái quãng thời gian học sinh của mình khá là tẻ nhạt và khá là buồn chán. Bởi vì sao? Các bạn có tưởng tượng một cái quãng thời gian thanh xuân trôi qua mà lại không có một người bạn nào thực sự là người bạn nào bên cạnh ấy, nó rất là bây giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy là ok, thì buồn thì có buồn thế, nhưng mà dù sao thì nó cũng cũng cái khoảng gian đấy nó cũng đã qua rồi, nên là mình cái đoạn này mình muốn kết nối thật nhiều mối quan hệ đó, mình trải nghiệm được bản thân mình và mình trải nghiệm công việc mới về cái mảng mới mà mình nghĩ là mình trước đây mình sẽ không bao giờ làm, đó là nhân viên phục vụ và làm về dịch vụ ở quán bia đấy. Thì một ngày mình có thể tiếp xúc với rất nhiều người, 50, 100, 200 người đó, mình gặp rất nhiều người, mình nói chuyện với họ rất nhiều đó, mình tranh thủ mình hướng dẫn hay là mình được được trao đổi, mình được thông tin lại những kiến thức của họ ở bên ngoài. Mỗi người thì lại giỏi ở một mảng khác nhau, họ có người là học sinh sinh viên, cũng có người là kỹ sư hay là bác sĩ hay là thầy giáo, thì mình đều kết bạn với họ, mình đều nói chuyện cũng như là vui vẻ để phục vụ, mang đến cái dịch vụ của mình cho họ. Và mình thực sự cái job này mình đi làm một phần đấy, một phần là do là mình muốn được trải nghiệm những công việc về dịch vụ ở bên ngoài, mình muốn ra được cái bên ngoài xã hội nó sẽ có những cái ảnh hưởng gì đấy, có những cái thưởng phạt gì đối với mình để sau này, hay là cái tư duy của người làm chủ có thể giúp đỡ mình trong cái những cái mối quan hệ mình đã xây dựng trước, nó sẽ giúp đỡ mình một phần nào. Ví dụ như là mình cũng hay đùa ông bạn cùng phòng của mình ở ký túc đó là tao muốn sau này tao trở thành tương lai là chủ quán xiên bẩn chẳng hạn đấy, thì nghe có vẻ rất là đơn giản đấy, nghe cũng rất đơn giản, chỉ cần lấy hàng xong rồi có cái công thức chế biến rồi đi bán, nhưng mà thực sự là cái chu trình mà vận hành của một quán của mình muốn nó không hề như đơn giản như vậy, nó sẽ phải có bộ phận marketing hay là những cái điều mà thực sự là nó cao cấp hơn là cái quán bình thường đấy, và tạo ra cho mình một cái sự khác biệt, một sự khác biệt nhất định
đối với những cái quán khác để làm thế nào thu hút được doanh thu. Và mơ ước một anh chủ quán sen bẩn lương tháng thu nhập về tiền túi chứ không phải là doanh thu là 50 triệu. Đó đó là cái mơ của mình, và mình cũng tự nhận thức được là nếu như ấy, nếu như mình sau này mình muốn làm một người chủ chẳng hạn, thì ít nhất mình cũng phải có một cái vài kiến thức hay là một vài cái trải nghiệm nhất định ở vai trò dưới đó là nhân viên. Muốn làm sếp thì ban đầu ai cũng phải làm nhân viên này, và cái suy nghĩ của mình là như vậy. Thế nên mình chọn cái công việc này không phải là vì ở giai đoạn này mình muốn phục tùng hay là muốn làm nhân viên hay là mình muốn bị nô dịch theo cái cách mà truyền thống cũng như là mọi người cứ hay coi là nhân viên ở dưới quyền sếp là phải nghe lời các thứ. Thật ra là mình muốn xuống cái vị trí này để mình trải nghiệm xem là một ngày của cái bạn nhân viên sẽ như thế nào, nó có mệt không, nó gặp những cái vấn đề gì. Khi mà bạn mới thì bạn sẽ gặp được những ai, bạn có cái cách nói chuyện chưa, tất tần tật những cái như vậy là dần dần sau một khoảng thời gian nhất định tầm 1 đến 2 tháng mình cũng có thể dần dần được trải nghiệm là giai đoạn 1-2 tháng vừa rồi là trải nghiệm cái công việc đấy nó như thế nào. Và đối với những cái bạn khác khi mà mình làm chủ và mình thuê các bạn thì các bạn có gặp những cái trường hợp như mình không đó, và mình có nhiều kiến thức hơn ở bên ngoài, mình dễ dàng nói chuyện đúng không ạ, mình dễ dàng cảm nhận và chia sẻ tâm sự với họ về những cái gì mà họ đang thật sự là trải nghiệm ở cái cửa hàng của mình chẳng hạn, ở cái quán của mình. Đấy đấy là cái một chút chia sẻ nhỏ của mình về cái tư duy khi mà mình muốn làm chủ, mình muốn làm chủ chứ không, mình không muốn đi làm thuê. Nhất định là trong cái đoạn sinh viên chẳng hạn, sinh viên cái áp lực của đồng tiền nó chưa chưa thực sự mạnh mẽ đến với mình, thì mình cứ thử trải nghiệm công việc A công việc B, và sau khoảng sinh viên mình đã có những kế hoạch riêng cho mình để bắt đầu khởi nghiệp. Cái nếu như mà mình cứ tưởng tượng là những người bạn của mình chẳng hạn, khi mà mình nói chuyện ở những cái đại học, ví dụ như là đại học khoa học xã hội tự nhiên chẳng hạn, hay là kinh tế quốc dân, hay là những cái bạn học viện ngân hàng chẳng hạn, vân vân vân, mình có rất nhiều người bạn ở những cái ngôi trường như vậy, và hầu hết là chỉ là bạn bạn xã giao, bạn nói chuyện về học hành đó, thì thỉnh thoảng anh em cũng ngồi với nhau một cốc trà đá và hỏi là sau này mày có cái kế hoạch gì, hay là mày đã có cái hướng đi như thế nào về cái tương lai chưa. Thì đa phần các bạn của mình đến năm thứ 3 của thời sinh viên rồi, và họ vẫn vẫn có nghĩa là cái định hướng tương lai của họ cũng khá là mơ hồ, bởi vì mình họ họ không giống như mình, họ mình được trải nghiệm cái môi trường công ty, môi trường doanh nghiệp từ ngay dưới trên ghế của đại học năm nhất, và đến năm thứ 3 của họ thì họ vẫn học những cái lý thuyết rất là bình thường đó, nó chưa có một cái định hướng nào cụ thể cả. Và từ đấy là về tương lai, hay là về nếu như nhá mình chưa vào học cái môi trường edX, mình chưa thực sự tiếp xúc với những người thầy đó, mình chưa thực sự tiếp xúc với những người bạn cùng cái tư tưởng của mình, thì khả năng rất là cao mình cũng sẽ mơ hồ như vậy, mình sẽ không có định hướng là như vậy. Sau đại học là chúng ta đến khoảng năm 23 tuổi, 22-23 tuổi, thì cái khoảng thời gian đấy mình nghĩ là sau những cái năm tháng học hành vừa rồi thì mình có thể lên học tiếp chẳng hạn, hoặc là có thể đi mở cửa hàng, hay là có một cái điều gì đấy nó bình thường, nó rất là bình thường trong đời sống, cũng như những cái người đơn giản ở xung quanh mình, hàng xóm họ cũng như vậy, họ cũng có một cái cuộc đời như vậy. Và mình cảm thấy là cái bước chân của mình vào đại học edX đã giúp cho mình có kế hoạch nhất định là sau khi kết thúc cái khoảng thời gian đại học, hoặc là nếu mà được mình trải nghiệm hay là mình được học hỏi những cái kinh nghiệm nhiều hơn, sớm hơn, và cái khoảng thời gian đấy nó đủ chín, thì ngay trên ghế đại học mình cũng đã có những cái kế hoạch sẵn ra để mình có thể quyết định khởi nghiệp đó. Thì nếu như mình cứ làm theo cái mô hình giáo dục cũ
mô hình giáo dục cũ là mô hình mà lấy thầy giáo làm trung tâm đó, có nghĩa là mình sẽ cứ lên lớp đúng không, mình lên lớp và chăm chú vào người thầy người cô của mình và nhìn cách thầy cô ấy giảng bài, nhìn cách thầy cô ấy giải một bài toán và dùng công thức, mình sẽ học theo và thầy cô đóng cái vai trò là truyền trao cái tri thức cho mình. Và nếu như hai cái người học sinh mà so tài với nhau đấy, so tài với nhau là thằng A so với thằng B là và thằng A giỏi hơn chẳng hạn, thằng A giải được nhiều bài hơn, thì có nghĩa là mình cứ mặc định cô giáo của thằng A nó sẽ giỏi hơn cô giáo của thằng B. Bởi vì trước đây mình được học theo cái lối là luôn lấy cái người cô người thầy của mình làm trung tâm và làm gương và nhìn theo cách của thầy cô làm, và sau đó mình áp dụng cũng như là mình lấy lại những cái tri thức đấy, thì đấy chỉ là cái vai trò truyền trao thôi. Còn bây giờ mình được hiểu và mình được thêm một cái phương pháp nữa là tự tư duy, tự phát hiện ra những cái điều mà đúng đắn này, nó đúng đắn chứ không phải là những công thức khô khan, chứ không phải là những cái điều, những câu rất là đơn giản của bài học, những cái bài học trên lớp nữa. Từ đấy khiến trong cái việc học tập và rèn luyện nó trở nên vui vẻ hơn, nó trở nên không còn nhàm chán nữa. Và đấy chính là nội dung của buổi học Focus on Excellence ngày hôm nay. Thì trong những cái buổi tới chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về cái mô hình về giáo dục và học tập. Thì hẹn gặp các bạn ở những cái video lần sau, mình sẽ ngồi cái góc quay này và nói chuyện với các bạn thêm về những cái tri thức mình được trau dồi ở Đại học EdX. Buổi cái video ngày hôm nay đến đây là cũng khá là dài rồi ấy. Thì mình xin hẹn gặp các bạn ở những video lần sau, và cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe cái video của mình. Xin cảm ơn.